cái này là giống với cái tông của phân vòng mình nè. Này nó có đi tông phân vòng luôn á. Cái số 1 EV này em có làm thực tế để em mở cái hình ảnh. Mà thằng này nó đẹp hơn chứ. Cái chỗ nào mà mình gắn thiết bị mình đi đường ống á thì mình sẽ cắt cái phần đó ra, xong mình sẽ mua gạch điểm và mình dán lại chỗ đó thôi thì được. Đó là tiết kiệm chi phí nhất. Là đây khúc này và khúc kia là bằng thép đúng không? Dạ, nhà mình bị khống chế mái nè, khống chế cái bê tông này nữa nè. Mình không có thể nào mình nâng nó lên được. Còn mình hạ ở đây xuống thì nó thấp so với cái nhà người ta quá. Khúc này cao hơn hay sao? Dạ, khúc này sẽ cao hơn. Khúc này cao hơn đúng. Là năng lượng thì nó vừa an toàn mà nó vừa tiết kiệm nữa. Còn cái ghe thì nó mất an toàn chút.